Dương Dương địch lệ Nhật Ba hé lộ đám cưới thế kỷ, sau kẻ góc nghiêng đẹp đến chạm nóc ở Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Chưa đầy một tuần nữa, khán giả sẽ được gặp Dương Dương và địch lệ Nhật Ba trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Vậy là sau một loạt thính thơm và tin đồn gần xa, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đã chính thức công bố ngay lên sóng. Đoàn phim cũng tung ra một loạt poster để chào đón phu đồ Dương Dương và Kiều Tinh Tinh địch lệ Nhật Ba dục dịch ra mắt. Hình ảnh cả hai cùng đọ góc nghiêng với nhau chắc chắn khiến ai nấy đi xem cũng phải ôm tim vì quá đẹp. Đoàn phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh còn tung ra đoạn trailer cuối cùng trước khi phim lên sóng. Trong trailer này, khán giả có thể thưởng thức sơ nét những phân cảnh nổi tiếng trong nguyên tác, đám cưới hoành tráng hay màn tỏ tình với Vu Đồ, thời đi học của Kiều Tinh Tinh. Đám cưới thế kỷ của Dương Dương và địch lệ Nhật Ba trên màn ảnh. Một bên là Minh Tinh, một bên là kỹ sư hàng không. Màn tỏ tình thất bại của nữ chính năm xưa. Người xem còn thấy được những phút giây đau thương chia xa của cặp đôi chính được thể hiện bởi Dương Dương và địch lệ Nhật Ba. Không chỉ có niềm vui mà Dương Dương và địch lệ Nhật Ba còn có cảnh khóc, trông vô cùng thương cảm. Dương Dương và địch lệ Nhật Ba còn khoe góc nghiêng đẹp xỉu ở loạt poster mới của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Nhìn chung, ekip đã mang đến cho khán giả một loạt chiêu đãi đặc sắc, sẵn sàng chờ đợi cặp đôi debut trong chưa đầy một tuần nữa. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!